Rồi Linh chào buổi sáng tất cả mọi người. Thì sáng nay thì hai anh em mình đi thăm cái luồng câu mọi người. Thì hôm qua thì mình cắm ở ngoài cặp mé kinh nè. Thì do hôm qua thì trời mưa lớn quá nên mình không có đi quay được, quay cái trong cái quá trình cắm cho mọi người xem. Thì sáng sớm thì hai anh em mình đi thăm cái luồng câu coi có cá không mọi người. Này cá, cái hầm cá nuôi của người ta. Thì cái đường này thì cái hôm trước thì hai anh em mình đi thăm bốn cái lợp cá lóc á mọi người, thì thấy nó cũng ngon quá nên mình mua dế mình cắm. Hôm qua hai anh em đi cắm ở trên này nè. Hôm qua đám mưa cũng hơi lớn. Cái mương này mà để cần câu xuống là liệt liệt cần liền. Tại vì cái mương này cái mương nuôi của người ta mọi người, nuôi đủ thứ cá hết trơn. Bữa đó mình về mình thấy có con cá lóc nó chạy cái mương này nè, mương nhỏ này nè. Có cắm ở đây không? Ờ, ngớt thì lại vậy đi cá lóc. Còn mồi có lý à, trồ quá trời bị biệp à. Sớm sớm á mình móc mồi sớm sớm là nó ăn hết trơn à. Mấy chỗ trống trống này gà bị bẹp tải ha. Chút xíu là lụm nó liền á. Thấy cần câu còn thẳng ha. Cái bờ kinh này nó đi chạy dài lúc bên kia luôn á. Này mà trùng cắm ngon. Nó cũng còn chảy ra mà nó thôi chắc chắn rồi, cắm mồi dế. Nó ăn nhanh màu hết hồi quá. Quá trời cái kinh này ngon. Hết mọi móc chuồng chuồng luôn hả? Trời ơi ăn sạch trơn mọi luôn. Mồi dế này chịu không nổi, để xuống là nó cái rô nó ăn liền. Sáng ngày chuyển đám mưa quá trời luôn nè mọi người, liên thui hết trơn. Hôm nay chắc mình bị cúng câu về hết rồi. Cái này không có mồi luôn, dở cần nào cái sạch trơn mỏi trên. Tại cái này mình cắm bằng cái mồi, cái mồi con dế á mọi người, để xuống chút xíu mấy con cá nó ghẻ hết trơn. Giờ qua anh kia hả?
lóc mà có không? Chỗ này mỗi lần súng súng cá quá, thấy hai đợt rồi đó. Trời ơi, cái này quá trời ngon ha. Cái bọng hết trơn mỏi trơn. Cá hả? Cá hôm tôi cắm con dế dính cá đó. Hôm tôi cắm con nhái. Hôm tôi con nhái nè đó. Dính con cá lóc nè. Trời ơi, nhỏ xíu vậy. Móc con nhái bành cây luôn, dính cá lóc luôn. Nó bắt như dính nhái cắm vô. Móc vô. Ờ, dính cá lóc luôn, tôi đi ruộng bên kia mà. Con nhái bự, bự lắm mà sao con cá lớn ăn dính nè. Tạp dính trơn. Nó dính gọn quá ha. Để lúc cám rồi. Rồi. Có con đầu tiên, con nhỏ mọi người. Ở trên kia còn tiền nhái nữa. Đâu dở dở cái cá lóc vô thăm luôn á. Chưa tới. Hôm dở rồi mà không biết. Kinh này có chơi trắng á. Chưa chạy đâu, mai mốt đào trùng tắm lại. Có chơi trắng tôi hỏi nó dính. Dính vô lờ ba con á. Lờ ba con nó chết. Có hai con. Đồ, ớt. Ở đây ớt cũng còn nhiều quá ha. Đâu. Mới phóng xuống cái bụm đó. Đây đây, đi với tay đây. Cái kinh này nó chạy chạy lúc trên kia luôn đó. Trên kia lúc trước cũng ngon lắm, không biết giờ có lục bình không? Không, ngon lắm. Có mồi, phải là lần đuôi của họ cống cống, mắt nhái cắm như vậy, cống lắm. Cái kinh này mà nước nó không ra vô cắm nhái ngon. Đó 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 đó, dính. Ướt à. Ờ, dính, 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 còn dính, còn dính. Dính con cá chê nè. Cá chê. Hèn chi thấy con ướt đọt. Thấy ướt ướt đọt. Ngon rồi nghe. Gỡ gỡ ra muốn để sảy uổng. Ủa. Không lẽ 50 cân. Nó dính trời. Ủa, phải chơi trắng gì nữa, mai bữa nay đi đào trùng hút nó lại một bữa. Đào trùng là có dính chơi trắng à? Bữa nay theo thằng thầy đi lên nhà nó xin nó đào trùng trắng. Được con cá chơi trắng đầu tiên mọi người. Phải con cá chơi trắng. Cái chơi trắng ngon. Chơi trắng này có trùng mà cắm ngon lành luôn á. Rồi thấy cái đọt ướt ướt mà tao tưởng là bị mưa. Bẻ gai cho nên nè. Bẻ gai.
còn chưa gãy đâu. Rồi, được con cá chê với con cá lóc nhỏ mọi người. Kênh này chơi trắng nhiều lắm á. Phải, cái này còn mồi là còn hy vọng, còn này mồi hết trơn. Câu này nó giòn quá. Nó vậy sao? Chưa ổn suốt cái cọng bự bự dưới này suốt nữa chứ. Đó đó. Cầm nữa đó, phải không? Thấy ướt ướt á. Trời ơi, thấy con cầm cũng ngon này. Mình nào thấy cái đọt nó ướt á. Mệt. Mệt mà còn ướt á, nó dính rồi mệt mà. Tôi que rồi, nó không thua. Điên này nè, gãy chuột đường này nè. Gãy lúc cho nó đó. Chuột, quá trời à. Nuôi hai chó giữ chuồng bò. Cái chuồng bò này cũng ngon lắm nè, đậu chủng này cũng có. Nè mấy cái này nè. Trong có cá lóc á. Thì trùng quắn. Trùng quắn thì cá lóc nó dính hơn lắm. Quá trời kinh ngon ghê ha. Mấy cái này mà đóng cống, cắm nhái cũng ngon lắm. Chỗ này cỏ quá trời cỏ luôn. Bẻ về cho nó ý nè ăn. Cái này có nguyên cái cây bình bát nè mọi người. Nó mọc ở cặp mấy kinh nè. Trái quá trời trái luôn. Cái này là cái cây bình bát. Dở lên không? Giống như đi cắm câu không như Phương Tử Nha vậy nha. Dở lên không còn miếng mồi nó trơn. Đó đó đó, dính nè, dính nè, dính nè. Nè nè nè, một con nổ đó cực này chạy mạnh nha. Cá rô quá. Phải không? Ướt đọt nè nó lại nè, thấy ướt cái đọt nè nó. Chuồn chuồn đậu luôn rồi kìa. Cá rô. Trời thiệt, ông ơi. Bình kỳ luôn nha. Trời ơi, cái mương này con nào nấy bự nè. Cái này đã làm xài dây á. Nhận mấy cái đám cỏ á vậy đó lên hút có trong đó, trúng lắm á Linh. Bữa nào mình sạch cái tăng cây ke đi vô đường. Xài dây ngon lắm. Cái gỗ bự bự không à. Lợi kéo mạnh quá ha, tưởng con cá. Cá lóc. Cá rô không á. Cái này nó có trùng lắm, trúng lắm.
Nó tới mắt tới bắt đầu mấy cái mương này nè, ngon rồi đó. Ngon mà thấy ngon dữ đó. Phá mồi chuyển nổi nè. Phá mồi che. Rồi. Nghe dây quấn dây ha. Ăn quấn dây luôn. Đâu cái này dính này, dính này mọi người. Nó nữa rồi, kìa nó thiệt hả? Trời ơi cái mương này ngon nhấp cái gột đỏ trời. Ha. Còn cây dướng cây, dướng cây. Ủa cái này làm xài dây đặc trúng lắm á Linh ơi. Này mua giấy ngồi mấy cái kinh này nhấp đã ha. Cái kinh này thấy ngon không mọi người? Quá trời ngon luôn. Hỏng lên trơn rồi. Hết nồi. Phải cái luồng này mà mình có nhái cắm hết có lý ha. Này cái cần nào nó còn mồi thì nó sót lại thì nó có cá ăn. Đầu hôm là để xuống là nó ăn hết trơn rồi. Nhổ mệt luôn. Gốc cây có cái võng lý tưởng không? Nằm nóng lạnh hay cắt cái nhà ngon nha. Sâu quá, cái kinh này sâu quá. Trời ơi, không còn cần nào mà còn lưỡi, còn mồi hết trơn. Thấy lưỡi che lùng thầm không à. Ôi vô quá mấy cái này Linh, nhét xì di xuống đây nè Linh. Trúng lắm nè. Dính không? Đó 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 đó. Con này hơi nặng nè. Con này nè, con này nặng nặng nè mọi người. Mà không biết cá gô là con cá cái chê đây. Đó, nó chạy cái đọt nè. Cá chê lên đây. Cá chê, cá chê hơn. Cá chê. Bẻ bẻ cái nhánh cây đó đi để nó móc vô đó. Cá trắng. Chị gần nó dính nó quấn nó bị cắp cho trơn nè. Con này ốm quá quý. Nó ốm hơn con nãy ha. Đẻ rồi. Lưỡi thì dính bao tử. Cũng có đồ ăn. Này mình cắm mồi trùng nhất thăm đã ha. Ừ. Nè, nó tóc kìa.
như gân mà. Căng nó từ từ nó thẳng là được hai con cá chê đó mọi người, hai con cá chê với còn cá lóc, hai con cá rô. Dính gì còn mồi nữa đâu chứ. Ăn thịt trơn chứ. Thịt trơn mồi hết luôn. Dế hỏng lên đã xong giờ thế còn được con dế lại nó hỏng giò, nó hỏng giò mới còn còn á chứ mà nó xuống nước à cũng không còn đâu. Rồi mấy chỗ này ngon quá trời ha, cá rô quá mà chùm mà móc bự bự mình quắn nó dai á được lâu. Còn cần cuối cùng cũng hết rồi mọi người. Đúng rồi. Thấy thất thất chứ cũng mà cũng có đồ ăn. Rồi cũng dây bay lên trên đọt cây. Mấy cá rô nữa nó táp. Rồi thì hai anh em mình thăm cái luồng câu buổi sáng thì cũng xong rồi mọi người. Có 50 cái cây câu à. Thì bữa nay thì mình thăm được có hai cá chê, con cá lóc với hai cá rô à. Thì do mình móc mình câu bằng cái mồi dế á mọi người. Đầu hôm thì mình móc vô chút xíu thì nó mấy con cá rô nhỏ nhỏ nó phá mồi á. Hết trơn mồi, sáng ngày mình thăm mồi sạch trơn hết trơn luôn. Cái này mình cắm mồi trùng còn có hy vọng. Còn cái này mình cắm mồi dế á, tại mình kiếm trùng không có á, nên mình mua dế mình cắm. Giờ anh em mình cột câu chuẩn bị mình đi về. Thì giờ này cũng 6 giờ mấy rồi mọi người. Thì sớm thì anh em mình đi cũng hơi sớm lắm. Vòng vòng ở đây thì người ta trồng lúa không mọi người. Còn ở đây thì mấy cái kinh nằm ở giữa. Thấy cái điểm này ngon quá, bữa nào chắc hai anh em mình đào trùng á mọi người, đào trùng ngon ngon á. Mình xuống cái đường kinh này mình cắm nè. Kinh này thì nước ra vô mình cắm nhái thì không được rồi. Mình chỉ cắm trùng mình kiếm cá chê rồi mình ăn thôi. Rồi thì Linh cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi kênh của Linh. Linh xin hẹn cô chú anh chị các bạn trong video kế tiếp. Linh cảm ơn các bạn rất nhiều.